Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh đang đẩy nhanh xét nghiệm COVID-19, quyết tâm đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường mới. Trước đó, ngày 17 tháng 8, qua tổ chức test nhanh COVID-19 trong cộng đồng, xã Vĩnh Trinh phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ở tuyến đường bờ ao ấp Quy Lân, xã Vĩnh Bình phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty Senta trên địa bàn ấp Vĩnh Nhuận. Qua điều tra truy vết, có 21 F1 liên quan đến 2 ca F0 ở tuyến đường bờ ao và 5 ca F1 liên quan đến F0 tại công ty Genta đã được đưa đi cách ly tập trung. Huyện đã ra quyết định phong tỏa công ty Genta và tuyến đường bờ ao với chiều dài khoảng 900 m, có 34 hộ dân, 162 nhân khẩu. Hiện hai địa phương đang đẩy mạnh test nhanh COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao, nhằm sớm phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 nhằm sớm trở lại trạng thái bình thường mới.